chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình làm một cái video để giới thiệu với các bạn về cái bông của Mai Đa Phúc và Cúc Tây Thi nha. Và bây giờ thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái bông Mai Đa Phúc nha các bạn. Cái bông của nó thì từ 9 cánh cho tới 12 cánh. Trung bình từ 9 cánh cho tới 12 cánh nha. Cái bông thì nó cũng sắp xỉ là 4 ngón tay của mình luôn á. Bông rất là đẹp, rất là bự luôn. Còn cái dàn nụ của Mai Đa Phúc á thì nó rất là lớn rồi. Chắc mình chút nữa mình sẽ quay cái dàn nụ của nó cho các bạn xem. Bông Mai Đa Phúc nè, rất là đẹp luôn nha các bạn. Rất là tươi, rất là đẹp. Cái bông này thì nó mới nở hồi sáng, rất là tươi, rất là đẹp luôn. Còn cái bông này nè, là nó nở nay cũng được 2 ngày mấy, gần 3 ngày nè. Nó vẫn còn đẹp luôn nha các bạn. Tuy nó đã nở 2 ngày mấy, gần 3 ngày rồi, nhưng mà cái bông của nó thì bây giờ vẫn còn đẹp luôn. Nó đã rụng nhị rồi. Đẹp. Thì trung bình một cái nụ này nè các bạn. Cái nụ như thế này nè thì nó sẽ lên ít nhất nha, mình nói cái ít nhất là tầm khoảng là 4 con cho tới 5 con là ít nhất á. Chẳng hạn như cái nụ này nè các bạn thì nó đã lên được 5 bông nè, và có một bông nó nở và nó rụng rồi nè, cái bông cái nó nở nó rụng rồi. Còn đây là những cái bông nhì mà nó nở được vậy nè các bạn, rất là đẹp luôn. Đây là cái dàn nụ của nó nè. Mới tháng 10 thôi mà nó căng tròn ốc nóc lên luôn nè các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ tiếp theo thì mình sẽ quay cái gốc nhớt nha các bạn. Cái bông Đa Phúc của gốc nhớt nó sẽ nở như thế nào nè. Đây. Nói chung thì cái Đa Phúc này á, gốc nhớt hay gốc lớn gì cái bông nó nở cũng vậy hết các bạn ơi. Bông nở rất là lớn, rất là đẹp luôn. Cái nụ của nó thì nó lên sẽ tầm khoảng là từ 5 con cho tới 6 con nha. Ít nhất á. Còn hồi đợt trước thì có một chú ở trong Tân Thiền á, có gặp cái trường hợp là một cái nụ của nó như thế này nè các bạn. Nó lên là 16 chân xanh luôn nha, 16 con luôn. Đây là cái gốc nhớt thôi nè, mà các bạn nhìn thấy nè, cái dàn nụ của nó rất là đã, rất là đạt luôn. Bông thì rất là đẹp, giống khỏe, dễ nuôi, dễ làm nụ luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ quay một cây Đa Phúc gốc nhớt khác nè. Đây, cái dàn nụ của nó nè, nó lên là mỗi nách lá luôn nha các bạn. Của nó lên mỗi nách lá luôn. Cho các bạn, còn bạn nào còn băn khoăn về cái giống Đa Phúc này á, không biết là cái nụ của nó lên như thế nào á, thì hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem nè. Cái cây này thì mình ghép chỉ hơi cứng một mùa một chút xíu thôi. Đó, cái dàn nụ của nó nè các bạn, rất là lớn, rất là đẹp luôn. Bông này là bông Cúc Tây Thi. Theo mình nhổ á, hồi sáng thì mình có đo thử là cái đường kính của cái bông này á, nó tầm khoảng là 6 cm nha, 6 phân. Đẹp luôn. Cái bông này là bông Cúc Tây Thi các bạn. Một cái nữa nè, cái bông này thì nó nở hồi chiều hôm qua. Cái bông nó rất là đẹp luôn, rất là lớn luôn nha. Nếu mà so thì nó sắp xỉ là 4 ngón tay của mình á, trong lòng bàn tay thì nó sắp xỉ 4 ngón tay của mình luôn á. Còn cái nụ của nó lên nè các bạn, là cái nụ của nó nè, thì một cái nụ của nó thì nó lên trung bình tầm khoảng là 5 con cho tới là 6 con xanh nha.
Đây là cái nụ của nó nè. Nụ của nó thì lên tầm khoảng là 5 cho tới 6 cái con xanh như vậy nè. Nở mà nó nở cái bông á thì rất là bự, rất là đẹp luôn các bạn. Cái màu sắc của nó thì cũng rất là đẹp luôn nha, rất là tươi luôn. Cái cây này thì mình mới ghép tầm khoảng có như là đâu 4-5 tháng gì à, mà cái tàn của nó cũng khá là đều rồi. Mình cũng đã có cắt đôn lại để lấy bo hết mớ rồi. Cái tàn của nó vẫn còn rất là bự nha. Đây nè, đây là cái nhánh cây của nó nè. Nhánh thì rất là mướt luôn. Lá cũng rất là xanh, rất là khỏe luôn. Bông cúc tây thi. Rất là đẹp luôn nha. Cái bông này tầm khoảng là 4 ngón tay của mình á. Và như vậy thì mình cũng đã vừa chia sẻ với các bạn về cái bông của Mai Đa Phúc và Cúc Tây Thi nha. Các bạn xem video nhớ cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm thêm những video khác chia sẻ về kinh nghiệm làm mai, cũng như là giới thiệu với các bạn nhiều giống mai độc lạ nha. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc vui vẻ.